Với chị cái sự mất mát lớn nhất nó là cái gì? Chị nghĩ á, cái sự mất mát lớn nhất đó là con chị nó không có cha thôi. Nhưng nếu đứa con thứ hai mà cũng không cha, người ta sẽ đặt chấm hỏi người phụ nữ này là cái thể loại gì? Chị không, mày sao hỏi câu khó không vậy Thượng? Xin chào quý vị khán giả đang đến với chương trình 1001 câu chuyện thật của nghệ sĩ Cát Tường, được phát sóng trên kênh YouTube MC diễn viên Nguyễn Trí Cát Tường. Và ngày hôm nay Quốc Thuận được chị Cát Tường mời đến đây với vai trò là khách mời. Nhưng mà không hiểu sao tôi tài lanh, tôi sảnh sẻ, tôi tham gia với vai trò là người dẫn chương trình luôn. Vậy thì Cát Tường đâu? Cát Tường đâu? Cát Tường đây. Đây. Trời ơi, cảm ơn quá luôn. Thiệt chứ em Út thiệt thương gì đâu, đã tới hỗ trợ với Tường rồi mà còn làm chương trình nó phong phú hơn nữa. Thật ra nãy đó em mong là chị được có ngồi đây để em nói thêm. Tự nhiên ngồi đen chi, tự nhiên đang hứng cái đầu quay qua gặp Cát Tường, phải nhường lại coi như là cái vai trò dẫn chuyện lại cho bà chị của mình. Rồi. Đúng không? Chân thành cảm ơn nghệ sĩ Quốc Thuận. Và ngày hôm nay chị đã suy nghĩ và chị dành cho em một chủ đề rất hấp dẫn. Em đang máu lửa lắm nha. Hồi nãy chị biết không, đúng ra là đội tóc giả đó. Đúng ra là đội tóc giả đó. Đúng ra là đội tóc giả đó. Cái gì vậy? Cho nó phong phú đó. Nhưng mà không biết sao nữa, trời bất dung gian, không biết đứa nào giấu bộ tóc giả ra. Trời đất dễ sợ luôn. Chắc mấy đứa con em lấy nó chơi hay sao, nó đổ tóc giả cho búp bê hay sao. Trời ơi, mất tiêu bộ tóc giả. Đây, chương trình này phải suy tư nè. Câu chuyện chủ đề ngày hôm nay đó là đám cưới hay tờ hôn thú. Đám cưới hay tờ hôn thú, tức có nghĩa là đám cưới quan trọng hay là cái tờ hôn thú quan trọng? Yes. Em nghĩ sao Thuận? Bạn nghĩ cái đám cưới quan trọng hay là tờ hôn thú quan trọng? Cái đám cưới quan trọng hay là tờ hôn thú quan trọng? Thật sự là không có cái nào quan trọng. Tại sao? Cái quan trọng là cái việc ăn đời ở kiếp với nhau như thế nào mới là quan trọng. Tất cả mọi thứ nó đều là hình thức thôi chị, đúng không? Nhưng đối với ông bà ta ngày xưa bắt buộc phải có cái đám cưới. Ví dụ như câu chuyện của chị Tường, nó phải là dạng ngõ nè, rồi đám hỏi nè, đám cưới nè. Mà trước cái đêm mà ngày mai lại đám cưới á, thì bên nhà gái còn tổ chức một cái đêm gọi là lạy xuất giá nữa. Có lạy xuất giá đó là cái đêm đó hả, là con gái là lạy cha lạy mẹ, coi như là mình đã chưa có báo hiếu được cha mẹ nhưng bây giờ mình phải xuất giá theo chồng. Đó. Bởi ta nói là đẻ con gái là con của người ta. Yeah. Rồi khóc bù lu bù loa, rồi chứ đâu cha mẹ cho gọi là của hồi môn, dòng vàng bà con cô bác lại là cho riêng, cái đó gọi là cho riêng cô dâu nha. Yeah. Gọi là hồi môn. Hồi thì môn. Có những cô dâu á là cũng về đưa như là của chung của vợ của chồng luôn. Nhưng có cũng có những cái cô dâu là ba mẹ dặn á, là cái đó con nên cất riêng để mà cứ dụ có phòng thân. Phòng thân và lo cho gia đình. Thì tại sao chị Tường quay trở lại câu chuyện về quan trọng hay cái hôn nhân của chị, là chị hồi xưa gia đình của chị rất quan trọng cái việc đó. Tại chị là gốc người Huế mà. Đúng rồi. Đúng không? Cái chuyện đám cưới ra mắt hai họ rất là quan trọng. Đúng rồi. Cho nên hình như nó ăn sâu vào trong đầu của chị luôn. Nó ảnh hưởng đến cuộc sống của chị tới tận bây giờ. Có nghĩa là chị đã sống một mình như vậy, là Na Uy là 18 tuổi thì chị sống một mình đã 16 năm, 17 năm. Đúng không? Yeah. Rất nhiều người hỏi chị là tại sao không có tiến tới bước nữa. Mà em biết không, chị rất là thích có con. Hơn ai hết chị rất muốn có nhiều con. Thì có mấy người chửi chị giống như là chị Cát Phượng nè, chị Lê Giang nè, hoặc là nhiều người nghệ sĩ mà thân với mình nó nói mắc cười quá à, mày cần gì phải có đàn ông. Mày thích đẻ thì mày đẻ, giờ công việc mày có, mày kinh tế mày có, mày thích thì đẻ, đúng không? Nhưng mà họ không có hiểu cái sâu thẳm của chị, giống như do gia đình mình như vậy. Đối với Tường phải có đám cưới thì mới có thể muốn gì muốn, thì mới đẻ con được, đúng không? Thì chị cũng không biết cái quan điểm đó là đúng hay là sai. Chưa nói gì tới cái vụ tờ hôn thú nha, đây đang mới nói về cái chuyện kết hôn thôi. Thì hình như đối với chị cái đám cưới là quan trọng hơn. Bây giờ quay trở lại cái vấn đề đám cưới. Nếu như chị không có cái đám cưới với ba Na Uy thì chắc chắn sẽ không có Na Uy, đúng không? Đúng. Đó, chị đã bị vấp ngã một lần, đổ vỡ một lần. Bây giờ nói rằng là nên có thêm một cái đám cưới nữa là chị sợ, đúng không? Không, chị không có sợ. Nhưng mà vì chị chưa gặp được đúng cái đối tượng để mà đám cưới. Tại vì những cái người đàn ông xung quanh chị đó thì họ lại quan niệm là giống như chị là người đã gãy đổ. Kiểu như mình thích thì mình cứ dọn ra mình ở chung thôi. Cần gì phải đám cưới.
Quan trọng là mình có yêu nhau, sống với nhau được hay không. Nhưng cái quan điểm đó nó lại không phù hợp với quan điểm của chị. Quan điểm của chị chỉ có thể dọn ra và sống chung với ai đó như vợ chồng, với điều kiện phải có tổ chức một cái đám cưới. Bây giờ mình đã lỡ thì rồi, mình không lớn nhưng mà cũng là nhỏ, ít nhất cũng phải có một cái mâm cơm gia đình hai bên. Thì chị mới được quyền danh chính ngôn thuận sống với một ai đó. Rồi. Còn nếu như mà không có cái buổi đó thì cái mối quan hệ đó cũng chỉ là bồ bịch thôi. Rồi. Chứ không thể nào gọi là người chồng được. Bây giờ quay trở lại với cái giai đoạn mà chị bắt đầu yêu thương, bắt đầu cũng có niềm tin và chọn lựa người đàn ông của cuộc đời của mình. Đó, vậy thì cái lúc đó đó chị sợ không? Chị sợ là khi mình cưới về rồi mình sẽ có bầu đẻ chữa, rồi chị sợ mất niềm tin ở một người đàn ông. Chị có sợ không? Không, tại vì chị nghĩ vậy nè. Nếu như mà người ta nghĩ rằng sẽ đến lúc phải ly dị thì sẽ không ai quyết định đám cưới hay là làm tờ hôn thú. Cái chuyện lấy nhau á nó dễ lắm. Đó là chuyện giữa hai người. Đúng chưa? Cao hơn có thể một chút xíu, có thể là giữa hai gia đình xui gia với nhau. Nhưng khi mà đã ly hôn nó rất nhiều hệ lụy. Nó không chỉ tổn thương hai nhân vật chính. Đôi khi xui gia phải trở mặt với nhau. Nếu có con cái nó còn ảnh hưởng đến cả tinh thần và một cái thế hệ con cái của mình thiếu cha hoặc là thiếu mẹ. Chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ trước khi chúng ta quyết định đưa ra cái việc kết hôn. Bởi vì đây là một cái công việc, đây là một việc rất quan trọng, rất là hệ trọng. Nhưng mà chị có cảm giác bây giờ giới trẻ giống như nó không còn quan trọng cái chuyện đó nữa. Còn chị khẳng định, nếu như ta đã nghĩ rằng ta sẽ chia tay nhau, không ai bắt đầu một mối quan hệ. Đến khi chị gãy đổ, chị sợ nhất là điều gì? Chị không có sợ gì, nhưng mà lúc đó chị cảm giác là... Lúc đó là sinh ra quy chưa? Sinh ra quy rồi. Chị bắt đầu cưới nè, bắt đầu gãy đổ nè, bắt đầu ly dị nè, bắt đầu va chạm với cuộc sống mà đơn thân. Chị có hối hận là mình đám cưới không? Không. Lúc đó không có hối hận, nhưng chị hận. Hận ai? Hận cuộc đời, hận ông trời, hận cái đối tượng đó. Tại sao? Tại sao mình đã như vậy như vậy? Nghĩa là mình yêu thương hết lòng mà mình lại bị như thế này. Tại sao mình lại bị gãy đổ? Tại sao mình phải bị ly dị? Chứ là chị không hề hối hận là phải chi tôi biết vậy tôi không lấy, phải chi tôi biết vậy tôi không đám cưới. Cái quan cái chị là mình chấp nhận. Đúng rồi. Có sức chơi, có sức chịu. Có sức chơi, có sức chịu. Đó là phong cách chị xưa và giờ rồi. Chị có bao giờ để cho người ta biết được rằng cái suy nghĩ của chị không? Có chứ, hình như những người nào thân tình với chị đều phải biết. Không. Người bạn đời của chị biết. Và phản ứng của người ta ra sao? Người ta khi mà người ta đã không nghĩ tới mình nữa rồi, người ta đâu còn quan tâm tới mình nữa em. Mà quyết định đã chia tay nhau rồi, đâu còn ai nghĩ tới lúc ai nữa. Lúc đó chị thấy cái đám cưới nó quan trọng không? Chị vẫn nghĩ nó quan trọng. Và chị luôn nghĩ rằng như thế này nè. Có rất nhiều người trải qua rất nhiều mối tình. Nhưng nếu họ chưa đám cưới, ai hỏi đến họ, họ vẫn nói là tôi chưa có chồng. Trong khi đó tôi nè, mang tiếng là đã gãy đổ một lần, có một đời chồng. Nhưng mà chưa chắc tôi đã quen nhiều người bằng những người mà chưa có chồng. Nghịch lý của cuộc sống là chỗ đó. Bởi vậy ngày hôm nay chị mới đặt ra cái chủ đề. Vậy thì cái tờ hôn thú hay là cái đám cưới nó có quan trọng hay không? Hay là quan trọng là do cái con người đó? Và do quan trọng là cách chúng ta sống với nhau như thế nào? Bởi vì bây giờ nè, dù cho bây giờ chị có quen hết người này đến người khác, hết người này người khác, nhưng chị không có tổ chức cái đám cưới. Thì bây giờ ai hỏi chị vẫn nói chị một đời chồng. Bây giờ nếu lỡ chị quen với ai, chị cũng đám cưới. Rồi mà rủi chia tay nữa thì chị sẽ hai đời chồng, ba đời chồng, bốn đời chồng. Cho nên bây giờ sợ. Chuyện hôn nhân của chị có được pháp luật công nhận không? Tức là có luôn. Rồi, vậy có thì luôn. Cái tờ hôn thú đó bao lâu thì nó mới coi như là không còn giá trị nữa? Sau đó từ lúc đám cưới tới lúc chị kết thúc trên giấy tờ luôn là 2 năm. Có bao giờ chị hối hận rằng là giá như mình đừng có làm tờ hôn thú, mình chỉ đám cưới, mình đẻ con không? Có. Ok. Vậy thì rồi quay qua cái tờ hôn thú. Bây giờ em hỏi chị nghe. Chị thấy cái tờ hôn thú nó thực sự là nó có ý nghĩa hay không? Và quan trọng hay không? Đối tức là với chị tài sản. Cái sự công nhận của gia đình nó quan trọng hơn cái tờ hôn thú. Đó là cá nhân chị. Đó. Như vậy là chúng ta đã giải quyết được cái câu chuyện, cái mở đầu và cái đặt vấn đề của nghệ sĩ Cát Tường ngày hôm nay khi mang đến cái câu chuyện đám cưới và tờ hôn thú. Điều gì là quan trọng? Có quan trọng hay không? Đó là cá nhân chị thôi nha. Đó. Em biết lúc đó là chị giải quyết cho nó nhanh. Tại vì khi mà đã chấm dứt rồi, mọi thứ đã hết,
mà may mắn là không có cái gì dính chích tranh chấp tài sản của cải gì, con chị thì chị nuôi rồi, không có ai tranh chấp gì hết. Nhưng mà tự nhiên lại bị vướng vô xem còn cái giải quyết cái tội hôn thú. Mình cảm thấy trời đất ơi, tại sao cuộc đời mình mà bị một cái tờ giấy nó ràng buộc, nó vô duyên vô cùng. Đó, chị thẳng tính mà, muốn giải quyết nhanh gọn lẹ, cái chị cũng ra đơn phương làm đập rồi xong. Nhưng mà cái lúc đó với chị cái sự mất mát lớn nhất nó là cái gì? Chị nghĩ cái sự mất mát lớn nhất đó là con chị nó không có cha thôi. Bản thân chị nó có chơi có chịu. Giai đoạn đó chị đã bắt đầu nổi tiếng chưa? Nổi chứ. Lúc đó chắc chắn là phải có nhiều đàn ông tia. Mà bây giờ một thân một mình lại có con, tủi thân không? Rất là buồn luôn. Ở ngoài thì líu lo, nhưng mà những cái lúc đêm về, ngày lễ, lúc nào cũng rất là buồn. Bởi vậy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định kết hôn. Bởi vì khi kết hôn thì chúng ta phải cố gắng giữ cái mối quan hệ đó, không phải vì riêng cho bản thân mình nữa. Khi yêu nhau bạn có quyền thay đổi. Có thể hôm nay bạn yêu người này, mai bạn không yêu nữa. Nhưng khi đã kết hôn, chúng ta phải chịu trách nhiệm với cái điều đó. Và rủi như chúng ta mà đã không có suy nghĩ và không có chọn lựa đúng đắn mà chúng ta bị gãy đổ, nó ảnh hưởng đến nhiều người dữ lắm. Cho nên á, tại sao mà chị không có con nữa? Tại chị luôn nghĩ rằng cuộc đời chị một lần con không cha thì thiên hạ còn chấp nhận. Nhưng nếu đứa con thứ hai mà cũng không cha, người ta sẽ đặt chấm hỏi người phụ nữ này là cái thể loại gì. Nên chị không dám. Và suốt bao nhiêu năm không phải là không có người đàn ông bên cạnh chị, nhưng những cái đối tượng đó chưa làm cho chị đủ tự tin rằng có thể sống với chị đến trọn đời. Đó là niềm tin đó chị. Niềm tin. Rồi bây giờ em hỏi chị, nếu như chị không phải là nghệ sĩ nổi tiếng mà chị là một doanh nhân cát tường, chị là một người phụ nữ bình thường, liệu cái suy nghĩ đó có tồn tại trong chị là chị sợ đi một bước nữa và sợ con nó không cha? Thật ra câu hỏi của Thuận chị chưa nghĩ tới. Vì thực sự trên thực tế từ khi mà chị bắt đầu lớn lên và ý thức được về cái tình yêu thì chị đã là người nổi tiếng rồi. Hồi ở dưới quê chị cũng là người nổi tiếng rồi. Nổi tiếng trong cái phạm vi cái quê của chị đó. Thì khi lên thành phố cũng vậy. Chị cũng may mắn vào nghề, chị cũng đã được đọt giải tiếng hát truyền hình đó. Cho nên cái suy nghĩ của chị toàn là suy nghĩ mình là người nổi tiếng, chứ chị chưa bao giờ nghĩ chị là một cái người bình thường. Cho nên cái câu hỏi của em nó sẽ không có với chị. Đối với chị mọi thứ đều rất là sòng phẳng trong cái cuộc đời này. Tuy nhiên cái mà chị sợ là tổn thương cho ba mẹ chị và con gái chị thôi. Còn chị là miễn nhiễm mà, bởi vì đâu ai nuôi nấng chị ngày nào đâu. Cái chị quan trọng nhất là gia đình. Quay lại cái việc yêu đương, bây giờ chị nói một cái câu chuyện nghe nó hơi hài, nhưng thật sự nếu chị quen với một đối tượng nào chỉ khoảng tầm 6 tháng thôi nha, nếu như chị cảm giác cái đối tượng đó không có ý định tiến tới hôn nhân với chị sẽ tự động từ từ chị sẽ ghe. Luôn luôn mục đích của chị trong một cái tình yêu là phải tiến tới cái vấn đề kết hôn. Mà những người đàn ông xung quanh chị thì không phải ai họ cũng có cái định hướng giống chị. Chính vì vậy đến bây giờ chị vẫn ở một mình. Chị thấy nó khó không? Khó. Nó khó là bởi vì mẹ một con. Một người phụ nữ thành đạt, một nghệ sĩ nổi tiếng, ở trong chị nó có quá nhiều thể loại. Em dùng từ thể loại thì không biết nó có đúng hay không, có nghĩa là chị rất là đa dạng. Ví dụ như nếu Na Uy nó là một con bé 3-4 tuổi thì nó khác, mà hiện tại cuộc sống của Na Uy là đi học ở một cái đất nước văn minh nữa. Cho nên chị phải cần gặp một người đàn ông phải chững chạc, phải vững vàng hơn chị, đúng không? Nhưng mà người đàn ông như vậy thì rất khó. Khó phải hiểu lắm. Và phải đồng đều với chị. Bởi vậy mới ở một mình hoài đó Bin. Không có Bin. Vậy gì bây giờ chị mong muốn cái điều gì? Mong muốn và khát vọng. Em dùng khát vọng chứ không phải là khát khao nha. Cái khát vọng của chị về một người đàn ông lý tưởng trong cuộc đời của chị đó là gì? Hiểu được cái cá tính của chị. Chấp nhận được công việc, con người của chị, những cái
điểm mạnh và điểm yếu của chị. Chị có rất nhiều ưu điểm, nhưng mà chị cũng là một người có rất nhiều khuyết điểm. Tại vì á, tuổi trẻ mình đã yêu rất nhiều rồi, nhưng mà cái cảm xúc của tình yêu nó có thể qua đi. Chính vì vậy chị mới có nhiều mối tình. Nhưng đến cái giai đoạn này, chị cần một cái tình yêu nó đầm thắm hơn. Có nghĩa là chúng ta cùng nhau chia sẻ được. Chị còn cần con nữa. Thật sự trong thâm tâm chị rất muốn. Vì lúc trẻ chị luôn luôn nghĩ cuộc đời chị phải có ít nhất là 3 đứa con. Tức là chị vẫn cần con. Nhưng bây giờ chị lớn tuổi rồi. Chị còn sinh được không? Được chứ. Vậy nếu như có một người đàn ông chấp nhận hết tất cả mọi thứ, sẽ sẵn sàng hai người sẽ có thể sinh một đứa con, nhưng người đàn ông đó không muốn đám cưới thì sao? Chị không, mày sao hỏi câu khó không vậy Thuận? Mày sao hỏi câu khó không vậy Thuận? Mày sao hỏi câu khó không vậy Thuận? Phải trả lời. Tại sao có muốn có con mà lại không đám cưới? Tại vì người ta không muốn ràng buộc. Và người ta chắc chắn người ta không cần ràng buộc thì không cần làm hôn thú. Nhưng mà phải ra mắt gia đình hai bên chứ. Thậm chí không có cần phải là đãi đúng không? Không cần phải đãi, không cần phải là đăng báo chí gì. Mình là người nổi tiếng mà, chị cũng không cần. Tại vì đối với chị bây giờ, chị sợ lắm. Tình yêu không là mãi mãi. Vậy thì chốt lại, đám cưới và cái thời hôn thú cho đến giờ phút này đối với chị nó có quan trọng hay không? Và cái gì quan trọng nhất đối với thanh xuân của chị trong lúc này? Đó là một cái người yêu cùng chị, dám đồng hành cùng chị vượt qua tất cả những cái khó khăn trong cuộc sống. Đám cưới hay tờ hôn thú không quan trọng với chị, nhưng được gia đình chị công nhận là sự quan trọng nhất. Có nghĩa là chỉ cần ra mắt hai bên thôi. Ra mắt hai bên thôi. Đó, chị phải sợ gãy đổ nữa chứ. Rất sợ, tình yêu đối với chị Tường không bao giờ là mãi mãi. Như vậy chị không có niềm tin. Đúng. Chị không có niềm tin gì giờ ai tin chị? Chết đó nghe, giỡn. Chị không tin. Tại vì cuộc sống nó đầy rẫy những cạm bẫy. Bây giờ con người sống nó nhanh quá, nó vội vàng quá, nó không như ngày xưa. Cái tình yêu nó đẹp, nó chỉ là cái cảm xúc từ hai con người. Bây giờ cuộc sống nó bị chi phối nhiều thứ quá. Hay là tại chị sắc sảo quá, chị nhạy cảm quá. Sao chị ở bên ai đó một thời gian, chị lại có cảm giác nó có nhiều cái sự bất ổn xung quanh. Hay là do chị lớn rồi, chị già, chị mất niềm tin. Sao chị nghĩ mọi người đến với mình nó khó lắm, sao nó không biết nói làm sao. Nhưng mà chị không tin, chị không dám chắc rằng là có một ai đó sẽ ở với mình đến trọn đời trọn kiếp. Có khi nào chị sợ chị bị bỏ rơi không? Rất sợ cái điều đó. Chính vì mình sợ mình bị tổn thương nên chị không dám mở lòng. Bởi vì chị rất là nhạy cảm. Khi mà người ta bắt đầu thích mình, bắt đầu mình sợ người ta sẽ thích mình được bao lâu, người ta thích mình vì cái gì, rồi người ta cũng sẽ bỏ mình mà đi thôi. Cái mình tự mình bóp chết cái tình yêu của mình. Đó là cảm xúc của chị. Có bao giờ chị sợ người ta lợi dụng gì không? Cũng có chứ. Và chị đã từng bị chưa? Chị nghĩ là chắc là chưa đâu. Nếu mà mình nghĩ mục đích người ta đến mà để lợi dụng chị thì tội cho người ta quá. Sau khi mà nghe chị tâm sự thì em mới hiểu được một vấn đề. Chị là một người phụ nữ mà bên ngoài rất là mãnh liệt, nhưng bên trong chị là tất cả mọi thứ nó trái ngược hoàn toàn. Thật ra chị là một người có một cái nội tâm rất là dữ dội. Và cái quan trọng hiện tại ở đây, không biết em nói có đúng hay không, em thấy được một điều rằng là chị vẫn mong chờ một người đàn ông, một người đàn ông đến bên đời của mình, đến cùng mình đi với nhau trong suốt một cái quãng đời còn lại ở cuộc đời này. Chị khát khao, chị rất là mãnh liệt đến đường nhưng mà chị sẽ rất khó tìm chị ơi, là bởi vì chị đang không có niềm tin. Chị vừa mới tâm sự cho em nghe, không biết rằng là chị lỡ lời hay là đó là một cái khắc khoải trong chị. Tức là gì? Chị không tin một cái gì gọi là mãi mãi. Chị à, không có sự mãi mãi tồn tại trong cái nội tại của mình thì chị sẽ không bao giờ tìm được một người mà trong cái mong cầu của mình đến với mình bằng một tình yêu đích thực đâu. Tại vì nhiều lần chị đã thử, nhưng mà mỗi lần mà chị thật sự chị trải lòng, chị sống hết với những cái khát khao, những cái tình yêu của chị thì chị sẽ bị tổn thương. Tại vì cái đó, cái chuyện đã qua rồi chị à. Cho nên em nghĩ nè, thôi thì chúng ta nên mở cái lòng mình ra và cứ tin tưởng rằng là có, sẽ có và sẽ đến. Người ta nói gì, đúng người đúng thời điểm á. Thanh Hưng anh sáng tác bài đó đó. Em nghĩ rằng là với một cái người phụ nữ năng lượng dồi dào và luôn luôn mang đến cho đời những cái động lực tích cực bằng những chương trình, bằng những chia sẻ, nhưng mà trong số bạn bè sẽ xuất hiện người đàn ông. Nhưng mà quay lại cái chủ đề của ngày hôm nay, đó là kết hôn hay là tờ hôn thú, thì bản thân chị cho đến giờ phút này chị vẫn nghĩ kết hôn
dù lớn hay dù nhỏ nó vẫn cần thiết đối với chị. Còn tờ hôn thú thì tùy. Có nghĩa là ngày mỗi một ngày hai đứa hoàn thiện mỗi cá nhân mình như thế nào để gọi là hợp ý với nhau, cái đó mới là quan trọng. Em đã từng nói với vợ em một câu, không biết em suy nghĩ chưa, nhưng anh suy nghĩ rồi. Nếu như chúng ta có chuyện gì xảy ra, anh đến với em như thế nào thì anh ra đi như vậy. Tất cả những gì anh làm ra từ đôi bàn tay, bằng sức lực của anh, tất cả mọi thứ đó là của em và của các con. Cho nên em nói là cái việc quan trọng ở trong cái đời sống hôn nhân, nó cái đám cưới và cái tờ hôn thú, đó là điều cần thiết như chị nói. Đúng. Nhưng với em nó là không quan trọng. Không quan trọng bằng cái tình nghĩa của hai người ở với nhau như thế nào. Cũng có thể nha. Và để chốt lại cho cái chủ đề này thì Tường vẫn muốn gửi đến một cái thông điệp rằng là các bạn trẻ cũng phải suy nghĩ thật chín chắn. Đúng vậy. Để khi chúng ta quyết định gắn kết cuộc đời của ta với ai đó, dù có kết hôn hay không kết hôn, dù có tờ hôn thú hay không có tờ hôn thú, thì ta phải chịu trách nhiệm với cái quyết định của mình. Và hãy cố gắng sống tốt với cái quyết định đó. Bởi vì khi chúng ta đi dọc đường mà chúng ta không đi đến cái đoạn đường cuối cùng đó, gãy đổ, dừng lại, thì nó sẽ gây ra hệ lụy với rất nhiều người. Đúng. Đặc biệt là thế hệ trẻ, đó là con em của mình, nếu lỡ như mình đã có con. Cho nên Tường đã là người không có chồng và nuôi con, Tường hiểu được rằng mình không có mất mát gì hết. Tường vẫn sống phay phay, vẫn trẻ, vẫn đẹp. Nhưng Tường chắc chắn con gái của Tường có những khoảnh khắc rất bị hụt hẫng và tổn thương. Đúng vậy, chắc điều này Tường không muốn để nó xảy ra cho con cái của mình. Đôi lúc nhiều khi chị ở một mình là chị cũng vì con của chị đó. Chị muốn cho nó trọn vẹn. Mà bây giờ là con Tường lớn rồi thưa quý vị. Đó, khỏe rồi. Bây giờ mấy quý ông nào mà coi được chương trình này mà muốn kết nối với các Tường thì trực tiếp liên hệ với các Tường. Trực tiếp liên hệ với các Tường. Trực tiếp liên hệ với các Tường. Và em vẫn mong rằng là tại sao đã có chương trình các Tường đi làm mai làm mối người ta, mà tại sao không có chương trình các Tường đi kiếm người yêu cho riêng mình? Đúng luôn. Đúng không? Hy vọng, hy vọng sẽ có một cái chương trình nào đó như tại vậy. Sao? Ủa chị ơi, mình có quyền. Đây là thời buổi của social, thời buổi của YouTube. Chúng ta hãy tự làm cho chúng ta nổi bật. Đúng. Ồ, 1001 câu chuyện thật của các Tường. Vậy thì tại sao không có chương trình các Tường đi tìm người đầu ấp tay gối? Cảm ơn một cái ý tưởng rất tuyệt vời của Quốc Thuận. Tường sẽ suy nghĩ nha. Dạ. Và bây giờ thì rất là cảm ơn quý vị luôn đã đến và chia sẻ nè, và đồng hành với các Tường trong cái chủ đề ngày hôm nay. Quý vị nhớ đón xem chương trình nha, vào lúc 18:30 thứ năm và chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MC diễn viên Nguyễn Trí Cát Tường. Một lần nữa rất cảm ơn Quốc Thuận. Bữa nay đã khai sáng cho Tường rất là nhiều cái idea, những cái suy nghĩ. Tường sẽ về suy nghĩ kỹ lại hơn để cho cái cuộc sống của mình nó sẽ may mắn hơn. Phải luôn luôn có niềm tin. Đúng rồi. Phải luôn luôn tin rằng là trong số hàng vạn người đàn ông trên thế gian này sẽ có rất rất nhiều những người quân tử. Không phải là người ta không gặp chị đâu, mà lại là chưa đến gặp chị mà thôi. Và nếu được, tặng cho các Tường một em bé. Trời ơi, sợ quá. Cảm ơn Quốc Thường, cảm ơn quý vị rất nhiều. Và một lần nữa cảm ơn nhãn hàng cà phê xanh của công ty Thiên Nhiên Việt đã tài trợ cho Tường thực hiện chương trình này. Hẹn gặp lại quý vị vào số sau quý vị nha. Mọi người ơi, cà phê xanh là cà phê kháng mỡ, thanh lọc cơ thể và hỗ trợ giảm cân. Mỗi ngày hãy uống từ 2 đến 3 gói để đạt được hiệu quả tối ưu. Hãy bấm subscribe theo dõi kênh YouTube của MC diễn viên Nguyễn Trí Cát Tường và đừng quên bật nút chuông quý vị nha.